từ bỏ công việc ở thành phố, trở về quê làm top top. Bố mẹ mất bao nhiêu tiền cho đi ăn học đại học, chắc cũng có rất nhiều người đang trong hoàn cảnh như mình, học một đằng rồi làm một nẻo, cuối cùng sau khi ra trường lại trở về quê làm top top. Đây là ngôi nhà hơn 25 không có người ở của nhà mình. Mình đã quyết định trở về quê để cải tạo ngôi nhà này thành một studio. Lâu lắm rồi mới quay trở lại mà nhà to hoang quá, lụp xụp hết cả rồi. Giới thiệu với mọi người, căn nhà này còn tuổi đời hơn cả của tớ cơ, được xây cách đây phải 7-80 năm rồi. Trước tiên mình phải dọn hết đống đồ đạc này đi để sơn lại căn phòng này. Mình đã quyết định sơn em nó với một tông màu trắng, trắng như ngọc trinh luôn nhá. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bố mình. Đầu tiên thì bố mình phản đối lắm, và sau đó mình bảo với bố rằng con đã quyết định được chọn con đường này thì sướng khổ con sẽ chịu, vất vả cả một ngày trời mà mới chỉ set up được như này. Hành trình đến có phòng của tôi còn dài lắm. Hy vọng mọi người luôn luôn yêu thương và ủng hộ nhá. Từ bỏ công việc ở thành phố, trở về quê làm top top. Vẫn là cái câu chuyện bỏ phố về quê. Nhiều người bảo em rằng sướng không thích lại thích khổ. Chắc tại số em cũng khổ nên không được sinh ra trong gia đình giàu có. Nhưng em thấy rằng hạnh phúc chính là được làm những thứ mình thích, và em yêu công việc này. Hôm nay em mới có thời gian sắm sửa món đồ đầu tiên, đó là một chiếc kệ kê quần áo của nhà Vando. Em thì lắp ráp hơi kém, lại phải nhờ cô trợ lý đến lắp cùng. Và bây giờ món đồ đầu tiên của tớ, kệ để quần áo nhá. Em kệ này 2 tầng được làm bằng inox, không có sợ bị rỉ nhá. Suy đi tính lại mãi thì mới dám mua em này, bởi vì không biết decor trong phòng có hợp không nữa. Nhưng mà khi mang về mình thấy đẹp thật sự mọi người ạ. Em kệ này còn có chốt treo túi sách và mũ nhá. Sắp tới em có quay video thời trang như Fashion Hitter, mong rằng mọi người sẽ luôn luôn yêu thương và ủng hộ nhá. Từ bỏ công việc ở thành phố, trở về quê làm top top. Có nhiều người bảo em rằng tuổi trẻ chưa trải sự đời, nhưng em thấy sống ở quê thích mà, cuộc sống yên bình hơn ở thành phố rất nhiều. Sáng dậy tập thể dục, rồi sau đó cho gà ăn để giúp đỡ bố mẹ, rồi sau đó lại tiếp tục hành trình để có phòng nhá. Cường ơi, đây là thằng cu em trợ lý của mình, bảo sang giúp mà nó ăn như lắm. Lại nào rồi còn giúp cái này được đồ quê thế? Hình như cũng hơi quê thì phải. Mình lại phải đi sắm đồ rồi. Tìm kiếm trên mạng, mình thấy cái kệ để đồ xoay của nhà Vando này hay phết mọi người ạ. Em này có 4 ngăn xoay để đựng đồ, chất liệu được làm bằng thêm carbon cao cấp. Mình thấy em này cực kỳ cứng cáp luôn ý. Không thể để thằng này nó ăn không ngồi rồi được, phải bắt nó xếp đồ thôi. Mỗi tầng của em này cao tận 16 cm, đựng đồ vô cùng thoải mái và rộng rãi nhá. Thiết kế của em này nó có thể xoay đi xoay lại cực kỳ gọn gàng. Ngoài ra em này còn có 4 bánh để cho chúng ta dễ dàng di chuyển và dọn dẹp. Công nhận xếp vào nhìn gọn gàng và đẹp hơn hẳn. Quá, em mày có mỗi cầu tóm thôi à? Nhà có mỗi cầu tóm thôi, không thích, ra đồng. Từ bỏ công việc ở thành phố, trở về quê làm top top. Ra thôi, mà lại còn đú đợt mua đồ online. Đấy là cái câu nói mà mẹ hay nói với bố. Từ lúc về quê cho đến bây giờ tớ mới phát hiện ra một điều cực kỳ là động trời. Bố mình nghiện mua đồ online mọi người ạ. Săn sale các thứ cứ phải gọi là tưng bừng nhá. Mình thấy bố tiếp nhận được công nghệ như vậy mình cũng khá là vui. Hôm nay bố lại còn đặt cho mình 2 bộ đồ nữa cơ. Chưa bao giờ tớ có cảm giác vừa buồn cười lại còn vừa hạnh phúc như này. Đây là cái kết quả săn sale của bố mình. Bố bảo săn sale được cái bộ quần áo này cực kỳ rẻ luôn, giá chỉ có bằng 2 bát bún. Cứ tưởng bố mình cổ hủ vậy mà săn sale cũng kém gì mấy chị em đâu. Trông mặc đen cũng đẹp phết đúng không mọi người? Bố bảo rằng đặt một bộ màu trắng, một bộ màu đen để có thể thay đổi hàng ngày. Mình thấy rằng nếu như mọi người ở trên thành phố mà vất vả quá thì hãy về quê, ở với bố với mẹ. Gia đình luôn luôn là nơi để chúng ta trở về. Và bây giờ, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo nhá. Bye bye. Từ bỏ công việc ở thành phố, trở về quê làm top top. Từ lúc mình về quê vẫn chưa giới thiệu hàng xóm của mình với mọi người. Hàng xóm ở cạnh nhà mình đông lắm, tối nào cũng tụ tập thôi à. Đêm đến mọi người nói chuyện cứ gì dầm, em không ngủ được mọi người ạ. Lăn hết sang bên này đến bên kia vẫn không tài nào ngủ được. Đêm đến nó cứ phải đóng kín cửa không dám đi đâu. Vậy nên sáng hôm sau em đành phải mua ngay 2 em đèn bắt ma này. Chứ cái tầm đêm đến mà buồn đi vệ sinh thì đường đến cầu tóm xa lắm. Em đèn ánh sáng thủy tinh pha lê này cực kỳ chill nhá, có thể cảm ứng đổi được 16 màu. Quả này nhá mà để trong phòng ngủ thì hàng xóm không dám gì dầm nữa luôn. Còn một em đèn nữa cũng bắt ma, chuyển đổi được 3 màu và phải cắm dây. Vậy nên mình quyết định để em này làm đèn ngủ. Còn em đèn cảm ứng này chúng ta có thể cắm sạc, có cả bảng điều khiển để điều chỉnh màu nữa, một màu hay nhấp nháy đủ cả nhá. Ui cha, em muốn đi vệ sinh quá, cùng đi cầu tóm với em nào. Từ bỏ công việc ở thành phố, trở về quê làm top top. Vậy là lại một ngày mới bắt đầu. Cuộc sống ở quê yên bình thật mọi người ạ. Sáng dậy em phụ giúp bố mẹ, rồi sau đó ngắm cảnh thiên nhiên. Cuộc sống luôn luôn vui vẻ, chả phải nghĩ ngợi gì. Cường ơi, Cường ơi, đây là thằng trợ lý của em, sang giúp có tí việc mà than lên than xuống. Ôi mùi gì nhỉ? Hóa ra cái mùi hôi nách của thằng này mọi người ạ. Vào nhà tao lần nào phải để tao nhá, cánh thì hôi, lần sau lăn cái nách vào nhá. Không có thì để tao tặng cho mày một cái.
Mình là một người cực kỳ kỹ tính ý, lại phải bỏ tiền túi của mình ra mua tặng nó chai nan nách khử mùi này. Chứ ngửi mùi hơi nách mình không chịu được mọi người ạ. Em này là xuất xứ hàng của Mỹ, mùi cực kỳ thơm nam tính luôn nhá, giúp cho cái nách của bạn tươi mát và khô thoáng đến tận 48 giờ. Mình khuyên thật, ai bị hôi nách cũng như hay ra mồ hôi ý, thì nên dùng em này nhá. Thoáng mát mà thơm thực sự mọi người ạ. Thơm quá, mình cũng phải dùng mới được. Đúng là mùi này một lần mà nhớ nhau cả đời. Từ bỏ công việc ở thành phố, trở về quê làm top top. Đây là cô em trợ lý của mình mọi người ạ. Sang nhà nhờ có tí việc thôi, vậy mà nó quay lên top top nói mình như này như kia. Mà mình nhìn thấy cái đầu của nó cũng ngứa mắt đau lắm rồi. Dân quê mà đú đa đú đởn. Đã thế hôm nay cho nó biết mặt luôn. Thằng này nó dễ tin người lắm. Thấy cô cậu kể rằng đi nhuộm tóc cũng hết gần 1 triệu cơ, nên mình đã tặng nó loại gội dưỡng mượt tóc này. Đây là dầu gội là đen 3 trong 1, vừa là gội đầu, vừa là nhuộm đen, vừa là dưỡng tóc. Bố mình tóc bạc cũng rất hay dùng loại này. Đúng là có một người bạn như mình sướng nửa đời người. Loại này được làm hoàn toàn bằng thảo dược tự nhiên, không có lo gây hư tổn tóc đâu nhá. Trước tiên chúng ta cần đeo găng tay vào, rồi sau đó dùng như dầu gội bình thường thôi. Cú cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Đợi khoảng 10 phút rồi sau đó chúng ta sẽ xả lại nước. Là sau đó chúng ta sẽ có một mái tóc đen nhánh nhá. Mày lừa tao ạ. Từ bỏ công việc ở thành phố, trở về quê làm top top. Cũng sắp 8 tháng 3 rồi. Từ lúc về quê, mình chưa mua món quà gì để tặng cho mẹ. Mẹ mình là giáo viên nên kỹ tính lắm. Mình suy nghĩ cả đêm mà vẫn chưa biết tặng gì bây giờ. Chẳng nhẽ tặng mẹ ít tiền thì nó không ý nghĩa. Tặng hoa thì mấy hôm hoa nó cũng tàn à. Còn mỗi hoa quả thôi. Nhưng mà hoa quả nhà mình thì cả một vườn. À đúng rồi, bố là món quà đắt giá nhất của mẹ. Vậy nên mình quyết định tặng bố 2 chai dung dịch vệ sinh nam này. Một người sạch, 2 người vui. Mình dùng được hơn tháng rồi ý. Thấy khá là thơm tho và sạch sẽ. Cho bố dùng thử xem sao. Chai đầu tiên này thì có mùi bạc hà. Thơm như thế mà chẳng hiểu sao bố mình lại không thích. Thử chai màu tím perfume này xem sao nhá. Thấy bảo em này là hương nước hoa. Bố mình khá là ưng ý với cái mùi này. Vậy là mình đã có quà tặng mẹ ngày 8 tháng 3 rồi. Còn bạn, bạn đã có quà tặng ngày 8 tháng 3 chưa? Từ bỏ công việc ở thành phố, trở về quê nằm top top. Có ai như mình không? Bố mình năm nay 62 tuổi rồi. Còn mình năm nay thì mới vừa tròn đôi 10. Sức khỏe bố mình cũng yếu đi nhiều rồi. Không biết thời gian của bố còn bao lâu nữa. Xin giới thiệu với mọi người, đây là ảnh cưới của bố mình. Cũng đẹp trai phết đúng không? Mà cái áo mặc ngày cưới này cũng được hơn 30 năm rồi. Nó cũ lắm rồi ý. Vậy nên hôm nay mình quyết định tặng bố một chiếc áo blazer mới, rồi sau đó chụp ảnh kỷ niệm với bố. Từ bé đến giờ mình chưa có một cái ảnh kỷ niệm đoàn hoàng nào với bố cả. Blazer này là ở bên 160 store. Form dáng slim fit khá phù hợp cho những người nhỏ nhắn như mình. Phong cách trẻ trung thì blazer với áo thun là chân lý nhá. Mặc blazer với sơ mi thì hãy ra ngay phong cách lịch sự. Đó chiếc áo mình tặng bố. Còn bây giờ là đến áo của mình. Hai em blazer này thì chiếc vải vừa phải, không quá dày, có thể mặc vào mùa hè phù hợp với thời tiết miền Bắc bây giờ. Lâu lắm bố mình chưa được ăn mặc diện, quên cả cách thắt cà vạt mọi người ạ. Mặc kệ em tay chân thì xu cha già rồi đúng không? Từ bỏ công việc ở thành phố, trở về quê làm top top. Vừa về quê được mấy hôm thì Thiệp Hồng người yêu cũ đã trao tay mọi người ạ. Ngày xưa thì hứa rằng mãi mãi bên nhau, vậy mà mười mấy năm mình lên thành phố học, cô ấy đã đi lấy người khác rồi. Đi đám cưới người yêu cũ phải xịt tí nước hoa thơm thơm cho cô ấy tiếc nuối mới được. Thì từ trước đến giờ mình dùng mỗi chai nước hoa này. Hình thức em này thì tôi thấy khá là mạnh mẽ và phong cách rất là châu Âu ý. Cầm trên tay tôi có cảm giác như được sử dụng đồ của người phương Tây vậy. Mùi này thì mình thấy khá là thơm và lịnh mũi, phù hợp với đa số con trai Việt Nam. Ngửi mùi hương thì rất là tươi mát, toàn là mùi hương của trái cây thôi ý. Vậy nên mùi hương rất là dễ chịu, không bị lồng hay bị gắt đâu. Khá là phù hợp để đi chơi. Mùi này technique nhẹ nhàng và rất là đa dụng. Lưu hương thì được tầm 6 đến 8 tiếng. Giá thành thì cực kỳ rẻ, như kiểu dành cho sinh viên con nhà nghèo như mình ý. Mùi này thì khá là trẻ trung. Ai mà phong cách đừng đắn thì không nên dùng chai này nhá. Nên dùng những chai như The One hay The Club. Mình nghĩ nó sẽ phù hợp hơn. Giờ đi, đi đám cưới người yêu cũ thôi nào. Áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca. Từ bỏ công việc ở thành phố, trở về quê nằm top top. Mình đang ở quê mà thấy độ này các reviewer bắt khác nhau nhiều quá mọi người ạ. Có ai bị mụn nưng rồi sau đó thâm hết người như thằng bạn tôi không? Dùng không biết bao sản phẩm rồi. Thấy độ này có nhiều reviewer lừa dối người xem, nhận tiền quảng cáo rồi bia bẩn. Nên hôm nay tao quyết định thử xem các reviewer có lừa không nào. Họ bảo rằng bôi một tuần nằm mơ, không biết những người này có đáng tin không nhỉ. Lay mình cho thằng bạn thử sử dụng một tuần xem sao. Có bị sao thì nó chịu, chứ thử lên người mình thì ghê lắm. Cách sử dụng, chúng ta hút dung dịch lên và sau đó chấm vào những chỗ bị thâm nhá. Sau khi bôi xong, chúng ta dùng màng bọc thực phẩm bọc lại cho nhanh có kết quả. Cứ thế ngày chúng ta sử dụng 2 lần, mỗi lần ủ 20 phút. Và đây là kết quả sau 1 tuần sử dụng của bạn mình. Thì cũng thấy nó mờ đi rất nhiều mọi người ạ. May mà sản phẩm ok đấy, nếu không tôi bóc phốt cho coi. Từ bỏ công việc ở thành phố, trở về quê làm top top. Quét đi, quét cho sạch vào. Mẹ còn nhìn nữa à? Quay lại, nhanh. Vẫn là câu chuyện thằng cu em trợ lý của mình. Nhờ có tí việc thôi mà ăn như lắm. Đã thế này còn bị hôi lách mọi người ạ. Mỗi lần sang ăn trực hay đi công tác cùng mình thì mùi không chịu được. Mà mình là người sống rất tình cảm ý, rất sợ nói ra làm nó buồn, nên chỉ dám nhắc nhở nhẹ nhàng thôi.
Tao đã bảo bao lần rồi, khép cái cánh vào, lách thì mùi. Thôi vì mình là bạn tốt nên đành giúp nó vậy. Mình thử cho nó sử dụng xem sao. Chứ để nó như này mình xấu hổ lắm. Cái này mình mới được người quen giới thiệu. Thấy bảo ai bị hôi lách dùng ok phết mọi người ạ. Chứ sao đây? Dùng xong mùi thơm phết mọi người ạ. Mọi người biết ai cần sử dụng cái này rồi đúng không?